Vâng, một lần nữa Minh Vy rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FPNC tối ngày 11 tháng 7 năm 2016 trên kênh truyền hình FPNC. Thưa quý vị, bản báo cáo việc làm gây bất ngờ đã đẩy Forex bật tăng trong phiên cuối tuần qua. Chỉ số Dow Jones tăng hàng trăm điểm, còn S&P 500 chỉ còn cách biệt một điểm so với mức cao nhất từ trước đến nay. Kết phiên giao dịch ngày 8 tháng 7, chỉ số Dow Jones tăng 1,4%, S&P 500 tăng 1,5%, còn Nasdaq tăng 1,6%. Các chuyên gia cho rằng số liệu việc làm bật tăng một tháng chưa đủ để thể hiện đà khôi phục dài hơi, nhưng cũng đủ để thị trường thở vào nhẹ nhõm giữa lúc viễn cảnh hậu Brexit còn chưa sáng tỏ. Chỉ số S&P 500 chỉ còn cách một điểm so với mức đỉnh 2.130,82 điểm đạt được hồi tháng 5 năm ngoái. Cả 10 nhóm cổ phiếu của S&P đều tăng điểm, nhóm nguyên vật liệu tăng mạnh nhất với mức tăng 2,5%, theo sau là nhóm công nghiệp và tài chính. Những mã tăng mạnh nhất là Caterpillar, Goldman Sachs, Home Depot và Boeing. Nhóm giao thông trên Dow Jones có phiên giao dịch tốt nhất kể từ giữa tháng 4. Chỉ số đo 2.000 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ tháng 3. Chỉ số biến động thị trường VIX giảm xuống gần 13,2 điểm, mức thấp nhất trong một tháng qua. Tính chung cả tuần, Dow Jones và S&P 500 tăng 1%, còn Nasdaq tăng 1,9%. Nói về các nhóm ngành thì chỉ có nhóm viễn thông và năng lượng là giảm điểm trong tuần qua. Nếu như hãng nghiên cứu độc lập ADP dự báo tháng 6 vừa qua thị trường Mỹ chỉ tạo thêm hơn 150.000 việc làm, thì số liệu chính thức cho thấy con số này đã lên đến 287.000 việc làm. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định số liệu này cũng sẽ không khiến Fed thay đổi lộ trình tăng lãi suất. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố hôm 8 tháng 7, tháng 6 vừa qua thị trường lao động Mỹ bổ sung 287.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên mức 4,9%, nhưng không đáng lo do nguyên nhân là vì nhiều người tham gia vào thị trường lao động tìm kiếm việc làm hơn. Lĩnh vực tăng thuê mướn là y tế, du lịch, nhà hàng khách sạn và tài chính. Việc 35.000 lao động của Verizon ngưng đình công và quay trở lại làm việc cũng giúp con số chung tăng ấn tượng. Lĩnh vực sản xuất cũng tăng thuê mướn sau khi giảm vào tháng 5. Lĩnh vực giao thông và khai khoáng tiếp tục giảm lao động. Do đây chỉ mới là tháng đầu tiên thị trường có số liệu tăng trưởng ấn tượng, nhiều chuyên gia cho rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến ý định tăng lãi suất của Fed. Đây là một bản báo cáo tuyệt vời nhìn từ nhiều khía cạnh. Nó đủ sức để bù đắp cho những yếu tố tiêu cực tác động lên nền kinh tế thời gian qua và ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhưng nó không đủ mạnh để khiến Fed đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất. Chứng khoán châu Á phiên đầu tuần tràn ngập sắc xanh như những gì diễn ra tại Phố Wall đêm trước. Thị trường Nhật và Úc khép phiên ấn tượng nhất trên toàn sàn. Chốt phiên, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng đến gần 4%, S200 của Úc cũng có thêm hơn 2%. Trong khi đó, Shanghai của Trung Quốc và Kospi của Hàn Quốc cũng xanh sàn vào cuối phiên, lần lượt tăng 0,27% và 1,3%. Cuộc bầu cử hôm cuối tuần tại Thượng viện Nhật đang ngã ngũ với chiến thắng tiếp tục thuộc về liên minh chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe. Việc đương kim Thủ tướng Nhật tuyên bố sẽ nới lỏng nhiều chính sách trong lộ trình phát triển kinh tế sắp tới là thông tin tích cực hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng yên suy yếu so với đô la Mỹ phiên đầu tuần chính là lực đẩy tích cực cho nhóm các nhà xuất khẩu của nước này. Cổ phiếu của Toyota, Nissan và Sony đều tăng từ 4 đến hơn 5%. Điểm sáng nhất trên sàn Tokyo phiên đầu tuần tiếp tục thuộc về ông chủ phần mềm trò chơi đang gây sốt hiện nay, Pokemon Go, khi cổ phiếu của hãng Nintendo bật tăng đến hơn 20%. Trong khi đó, tại Úc, nhóm tài chính ngân hàng diễn biến tích cực không kém và đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Cổ phiếu của ANZ tăng đến gần 3,5% trong phiên đầu tuần. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm cuối tuần tuyên bố, liên minh cầm quyền của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc, mặc dù sau một tuần nữa, kết quả kiểm phiếu mới chính thức được công bố. Vào ngày 10 tháng 7, hàng ngàn người dân Venezuela đã tràn qua nước láng giềng Colombia để mua thực phẩm và thuốc men, tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi mở cửa biên giới. Mặc dù đã có lệnh đóng cửa biên giới Táchira để ngăn chặn nạn buôn lậu, thống đốc bang Táchira, ông Jose Vienma vẫn tạm thời gỡ bỏ biên giới trong vòng 12 tiếng. Hàng ngàn người Venezuela đã qua đêm bên ngoài văn phòng hải quan San Antonio del Táchira để chờ biên giới được mở. Một số đã đi hàng giờ liền để tranh thủ mua thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Chúng tôi đói, chúng tôi cần nhu yếu phẩm. Không có nơi cung cấp chúng và thậm chí có thì đó là nơi người ta tranh cướp nhau để mua ngay cả vật nhỏ nhất. Không có thuốc tránh thai, cả sữa và tải giấy cũng không có. Chúng tôi phải làm sao đây? Không có gì cả. Tình trạng thiếu thốn này ngày càng tồi tệ. Tôi muốn Tổng thống Maduro biết chúng tôi muốn điều gì. Chúng tôi muốn cuộc sống đầy đủ giống như ở Colombia. Báo giới địa phương dự đoán hơn 15.000 người đã tràn qua biên giới trong sự kiện này. Hiện tại, chính quyền Venezuela vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về vụ việc trên.
Hội nghị thượng đỉnh di sản văn hóa thế giới của Liên Hợp Quốc và khai mạc vào ngày hôm qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm nay, hội nghị tập trung bàn về cách bảo tồn các di sản văn hóa lịch sử của các quốc gia đang bị tàn phá vì chiến tranh ở Trung Đông. Phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh về di sản thế giới của Liên Hiệp Quốc, Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova đã nhấn mạnh với các đại biểu tham dự hội nghị cần nhanh chóng chung tay để bảo tồn những di sản ở các nước Iraq, Syria, Yemen, nơi đang bị tàn phá vì chiến tranh. Ở Yemen, Syria và Iraq, các di sản văn hóa đang bị hủy hoại. Việc bảo tồn di sản cũng đang bị đe dọa. Đây là tội ác chiến tranh, vũ khí của chiến tranh, một chiến lược dùng để loại trừ văn hóa, nhằm đánh vào sinh mạng con người, di tích lịch sử, trường học, báo chí, đơn vị giáo dục và quyền tự do suy nghĩ. Bà Bokova đưa các ví dụ về những di tích cổ ở Palmyra, Syria và thành phố Aleppo, những nơi tồn tại các di tích đã có từ thế kỷ 12. Bà còn cho biết thêm, các quốc gia cần có sự đáp trả mạnh mẽ để đối mặt với tình trạng sụp đổ và xóa bỏ văn minh lịch sử ở các khu vực kể trên. Vào năm 2015, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một giải pháp truy lùng những hoạt động buôn bán các đồ vật khảo cổ đánh cắp do IS cầm đầu. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh lần này, UNESCO sẽ làm giàu thêm danh sách di sản văn hóa thế giới. Thưa quý vị, các cuộc biểu tình phản đối lực lượng cảnh sát Mỹ tiếp tục kéo dài suốt 3 ngày. Đến tối ngày 10 tháng 7 theo giờ địa phương, các cuộc tuần hành diễn ra ở nhiều thành phố lớn của Mỹ sau cái chết của hai người đàn ông da màu ở bang Minnesota và Louisiana. Tại thành phố Memphis, hàng trăm người đã chiếm đóng cầu Interstate 40 hàng giờ liền để biểu tình phản đối lực lượng cảnh sát Mỹ. Người biểu tình ở thành phố Atlanta tổ chức tuần hành và biểu tình ngồi tại trung tâm thành phố. Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều người có xuất thân khác nhau cùng đứng lên và lên tiếng. Chúng tôi đã quá mệt mỏi. Hãy lắng nghe và thay đổi. Chúng ta là tương lai. Chúng ta phải làm điều đó. Tại thành phố Los Angeles, người biểu tình đã tuần hành gần sân bay quốc tế Los Angeles và làm gián đoạn giao thông tại một số đường cao tốc gần đó. Giới chức Mỹ đang đương đầu với làn sóng biểu tình dữ dội phản đối việc lộng quyền của lực lượng cảnh sát toàn quốc. Trong cuộc biểu tình tự phát tại thành phố Dallas vào ngày 7 tháng 7, một cựu quân nhân đã bắn chết 5 sĩ quan cảnh sát. Giới chức và các tổ chức Mỹ đã lên án vụ bạo lực và để tang các sĩ quan bị giết. Hàng trăm người đã bị bắt khi các vụ biểu tình tiếp tục leo thang tại các thành phố lớn của Mỹ. Kỳ họp Quốc hội Anh mới đây đã thảo luận một loạt vấn đề quan trọng đối với nền kinh tế Anh hậu Brexit. Trong đó, nhiều vấn đề đã được đưa ra bàn luận như việc cắt giảm thuế, kích cầu đầu tư và xây dựng những thỏa thuận thương mại mới. Bộ Tài chính Anh đã chuẩn bị cho kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống dưới 15% một năm và giảm tốc mục tiêu đưa nước Anh thoát khỏi tình trạng thâm hụt ngân sách đến năm 2020. Bộ trưởng Bộ Kinh doanh Anh, ông Sajid Javid cho rằng chính phủ cần cắt giảm thuế doanh nghiệp và cá nhân để giảm bớt ảnh hưởng của cuộc bỏ phiếu rời khỏi EU vừa qua. Theo ông Javid, chính phủ nên chuyển mối quan tâm từ việc giảm thâm hụt ngân sách sang kích cầu kinh tế bằng cách cắt giảm thuế nhằm củng cố hoạt động nghiên cứu và đầu tư tại các công ty. Vào thứ ba tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh đã nới lỏng quy định về mức dự phòng vốn bắt buộc của các ngân hàng nhằm tạo cơ hội cho việc mở các gói hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa hè này. Chúng ta phải làm hết sức có thể, hợp tác cùng với thế giới để đi đến những thỏa thuận thương mại mới, những thương vụ đầu tư mới cũng như khuyến khích hoạt động đầu tư trong nước như kỳ vọng của chúng ta. Ông David Cameron đã yêu cầu Đại sứ quán Anh khắp nơi trên thế giới lên kế hoạch cho các thỏa thuận thương mại mới. Ông cũng yêu cầu Ngân hàng Trung ương Anh khuyến khích các ngân hàng thay đổi quy định về tài sản dự trữ. Một nguồn thạo tin cho biết những đối tác tiềm năng có thể mua tài sản Tata Steel ở Anh đã rời khỏi cuộc chơi do lo ngại Anh rời EU sẽ tác động đến hoạt động của Tata Steel tại Anh. Đã có ít nhất 4 đối tác rời khỏi bàn đàm phán. Dù buộc phải tạm ngưng, nhưng nguồn tin của Bloomberg cho biết Tata Steel vẫn kiên quyết muốn bán tài sản ở Anh và sẽ tái khởi động thương vụ khi bức tranh hậu Brexit rõ ràng hơn. Khối tài sản ở Anh của hãng thép này bao gồm nhà máy Port Talbot, vốn thu hút ít nhất là 7 nhà đầu tư tiềm năng. Trong khi đó, ngành công nghiệp thép ở Anh chủ yếu do vấp phải cạnh tranh gay gắt từ thép Trung Quốc giá rẻ. Tuyên bố bán tài sản ở Anh được đưa ra từ tháng 3 năm nay, sau nhiều năm rơi vào thua lỗ và buộc phải cắt giảm 15.000 việc làm. Sau thông tin hoãn thương vụ, cổ phiếu Tata Steel giảm 4,8% giao dịch tại thị trường Ấn Độ. We'll be right back.